Chào các bạn, mình lên video tiếp theo là số 193 là lô máy câu. Shop mình là miễn ship nha, anh em nhận hàng và kiểm tra hàng. Đầu tiên mình giới thiệu số 1. Số 1 là mình có hai máy đuôi chuột. Hai máy này đều là của Nhật hết nha các bạn. Một máy là hiệu Daiwa, Daiwa GS700RD. Ngoại hình tổng thể của máy thì như thế này, toàn thân là carbon nha. Tay quay đổi được trái phải ha, tay mạc đều đầy đủ nha các bạn. Chi cước thì còn sáng ha, size chắc cũng tầm 1.500 2.000 nha các bạn. Máy này là hiệu Daiwa. Còn máy này là máy Shimano GT 2.000, nguồn hình tổng thể của máy là máy có trầy xước ha. Cái tay quay thì nó bị hơi nổ sơn chút xíu nha các bạn, đây nè. Máy thì quay còn nhẹ lắm, mình chưa vào dầu mỡ ha. Một cặp máy đuôi chuột là giá là 300.000, cặp này là của Nhật hết nha các bạn. Ngoại hình thì nó có trầy xước á. Chi cước thì còn sáng ha, đây nè. Cặp số 2 là máy của Hàn Quốc, một máy là Diamond. Máy này còn mới nè các bạn, thông số dây là cước 0.25 thì vào 130, 0.20 thì vào được 200. Mô vi sóng ha, đổi được tay quay trái phải, tê mạc đều đầy đủ nha. Size đây chắc cũng tầm 2.000 ha, còn một máy Shimano 2.000. Máy này cũng của Hàn Quốc. Chi cước thì vẫn ra dây bình thường, tay quay đổi được trái phải hết nha các bạn. Cước số 4 thì vào được 100, cước số 3 thì vào được 140. Giá một cặp là 300.000. Cái máy Diamond này size nhỏ hơn nha các bạn, còn cái máy Shimano thì size lớn hơn chút xíu ha, cũng như là 7-10 vậy đó. Tiếp theo là số 3. Số 3 là mình có máy Olympic, dòng này là của Nhật nha các bạn. Ngoại hình tổng thể là máy có trầy xước á. Cước số 5 thì vào được 230, cước số 4 thì vào được 290. Ngoại hình tổng thể của máy là máy có trầy xước các bạn. Cối thì cũng còn sáng ha, ra dây bình thường, tê mạc thì đầy đủ của Nhật. Nặng là 470g, giá máy này là 280.000. Size chắc cũng tầm 5.000 đó, dòng này mình câu xong cũng được á. Tay quay đổi được trái phải ha, tê mạc đều đầy đủ nha các bạn. Tiếp theo là số 4 là mình có máy máy này là Shimano, trên thân ghi là 4.000, toàn thân là carbon nha các bạn. Trên thân ghi là 4.000 nè, của Nhật. Cái hai cái mặt nhỏ chỗ này bị mất đi, cái mặt chỗ này nè, cái mặt chỗ này nè, tay quay chỗ này thì nó có trầy ha. Size chắc cũng tầm 5.000 nha các bạn, mô bên sóng nha. Tay quay đổi được trái phải, tê mạc đều đầy đủ. Mà hai cái mạc này nó bị mất đi, anh em chú ý về mình. Cước số 8 thì vào được 150, mà cước số 6 thì vào được 200. Chi cước thì vẫn ra dây bình thường nha các bạn, đây nè. Giá máy này là 380.000, nặng là 450g. Tiếp theo số 5 là mình có máy Shimano. Máy này là cố carbon nha. Cước số 7 thì vào 120, cước số 6 thì vào được 140. Ngoại hình tổng thể là máy có trầy xước các bạn. Cố là cố carbon, còn thân và tay quay là bằng kim loại nha. Mình quay, mình xoay mô bin á, mô bin không có kêu nha các bạn, mà mình quay mô bin có kêu á. Ngoại hình thì trên thân có trầy xước như thế này nè. Giá máy này là 200.000. Size chắc cũng tầm 4.000 nha. Cái máy này thì gần cái chi cước các bạn, có bị rỉ chỗ này nè. Còn chỗ ra dây là mình vẫn ra dây bình thường ha, còn kế đây thì nó có bị chút xíu như thế này. Tiếp theo là máy số 6 là mình có máy ngang, máy lua tay phải nha. Máy này là của Trung Quốc, quay còn nhẹ lắm, rất là nhẹ luôn nè. Có ABS ha, nặng là 230g, vòng tua là 6.1, có 4 bậc đạn nha các bạn, 2 cộng 1 bậc đạn nè, vòng tua là 6.1,
Giá máy này là 280.000. Mình quay nó nhẹ lắm. Đây nè. À, tiếp theo số 7 là mình đi theo combo 3 máy. 3 máy này đều là của Hàn Quốc hết. Tay quay đổi được trái phải và tay mạt đều đầy đủ nha. Ngoại hình thì máy có trầy xước á. À, máy đây là cứ 0.35 thì vào 100, 0.30 thì vào được 130. Size chắc cũng tầm 2.000, 2.500 nha các bạn. À, cái máy này á, thì cái mà gắn cước á, nó bị bể chỗ này ha. Mình không có gắn cái dây cước vô này được. Mà thay vào đó là mình có cái nắp như thế này để mình làm cho cước nó không có bị rớt ra nha. Đây. Máy thì quay còn nhẹ lắm, còn mới nữa. Đây nè. Chi cước thì vẫn ra dây bình thường nha. À, và một máy đuôi chuột. Tất cả máy số 7 là combo 3 máy của Hàn Quốc hết ha. Máy đuôi chuột thông số dây là 0.35 thì vào được 100m. Mua bên sóng nè, đủ được tay quay trái phải ha, tay mạt đầy đủ. Và một máy này là hiệu Ryobi, cấu là cấu carbon. Thông số dây là cước số 4 thì vào 130. À, combo 3 máy, giá là 300.000 nha các bạn. Đây nè, tay quay đổi được trái phải hết, tay mạt đều đầy đủ. 3 máy này đều là của Hàn Quốc. Đây nè, size xem nhau nha các bạn, size chắc cũng tầm 2.500, 2.000 gì đó nha. Mình có đọc thông số dây á, các bạn ước lượng dùm có phù hợp với các bạn không nha. Thì máy này thì size nhỏ, mình để mình câu tôm á. À, tiếp theo số 8 là mình có hai máy này là đều là của Nhật. Một máy là Daiwa ST850, cấu là cấu carbon. Cước số 6 thì vào 100, cước số 5 thì vào 120. Mô bin sóng hết nha các bạn. Ngoại hình tổng thể của máy thì máy này nó có trầy xước những cái vết như thế này trên thân nè các bạn. Chi cước thì vẫn ra dây, nhưng mà cái kế chi cước á, nó có bị rỉ chỗ này nè. Đây nè. Còn máy này thì mới hơn. À, trên thân ghi là 2.000, cối cũng là cối carbon. Cước 0.35 thì vào được 80, 0.30 thì vào được 110. Mô bin sóng ha, đổi được tay quay trái phải nè, tê mạt đều đầy đủ nha các bạn. Hai máy này đều là của Nhật, cối là cối carbon. Màu đỏ ha. Giá là 300.000 một cặp. À, tiếp theo là số 9 là mình có hai máy này đều là của Nhật, một máy của Nhật và một máy của Thái. Máy Daiwa này là GS700RD, máy này là của Nhật ha. Cái mạt trên này nè các bạn, nó bị mất đi ha. Chi cước thì vẫn là dây bình thường nha các bạn. Hai máy này đuôi chuột. Daiwa GS700RD. Mô bin sóng nè, đổi được tay quay trái phải ha. À, máy này là của Nhật nha các bạn, mà anh em chú ý giùm mình là cái mạt này nó bị mất rồi. Size chắc cũng tầm 1.500 ha. Còn một máy này là của Thái Lan, cũng là Daiwa Long Cat của Thái Lan. Cước số 4 thì vào 100, cước số 3 thì vào được 150. Size chắc cũng tầm 2.000, 2.500 gì đó. Chỗ này thì nó có trầy xước xíu nha các bạn, mà hai máy này mình thấy còn quay còn mượt lắm á. Mua bên sóng ha, đổi được tay quay trái phải. Nói chung là ngoại hình thì cái tay quay chỗ này nó cũng bị trầy nè. Trên thân thì mình thấy cũng ít có trầy lắm, nhưng mà mấy cái chỗ này đây, giờ cái tay quay nó không được đẹp. Đây nè, nó xước sơ á. Đây nè, đây, giá một cặp là 300 ha. Máy này anh em chú ý giùm mình là máy Daiwa này á, là của Nhật, và một máy này á, là của Thái Lan nha các bạn. Hai máy đuôi chuột giá là 300.000. Tiếp theo số 10 là mình có máy Shimano. Máy này là của Nhật ha. Cấu là cấu carbon. Thông số dây là 0.43 thì vào được 110, 0.4 thì vào 130. Mô bin sóng nha các bạn, đổi được tay quay trái phải ha. Size máy này chắc cũng tầm 4.000 á. Mô bin á, mình size mô bin không có kêu nha các bạn. Đây nè.
Em đang xoay là mô bin không có kêu, nhưng mà em quay là mô bin có kêu như thế này nè. Giá là 200.000. Chi cước mình vẫn ra dây bình thường nha. Tiếp theo số 11 là mình có hai máy câu bè. Máy này là của, máy này là không có cái chia cước nha các bạn, máy tay trái. Máy màu đen là Daiwa, còn máy màu màu sữa là máy Shimano ha. Mình nói nhầm á, máy màu sữa này là máy Olympic, một máy Daiwa và một máy Olympic. Hai máy này giá là 200.000, máy đều là tay trái và không có chi cước nha các bạn. Máy câu bè á, máy size mini nhỏ. Màn hình tổng thể là máy cũng còn sáng các bạn. Có máy đây qua đây còn mới nè, còn máy này thì nó hơi, mình chưa có vệ sinh luôn á, nó dính sình. Tiếp theo số 12 là mình có máy long cát. Máy này là của Hàn Quốc, size lớn nha. Thông số dây là cước 45 thì vào được 95, cước 35 thì vào 150. Size đây chắc cũng tầm 5.000 á. Ngoại hình tổng thể là máy còn sáng đẹp ha. Giá là 250.000, toàn thân là carbon nha các bạn. Chi cước nè. Nặng là 470g. Máy này của Hàn Quốc nha các bạn, máy size lớn á. Hình như cái này nó không biết nó có nắp chụp không nữa, mà em thấy không thấy nè. Tiếp theo là số 13 là mình có máy tự Win 2.500. Máy này có nắp châm dầu ha. Thông số dây là cước số 3 thì vào 120, 2.5 thì vào 150. Và hình tổng thể là máy còn đẹp á. Này. Mô bin sóng ha, đổi được tay quay trái phải, có ABS nha các bạn. Dòng này tem lụa của Nhật á. Giá máy này là 1.600.000, nặng là 250g. Mô hình tổng thể của máy như thế này, trên thân cũng có những cái vết trầy nhỏ nha các bạn. Đây nè. Có còn đẹp ha. Nói chung là ít có trầy lắm. Từ Win 2.000, 2.500 chứ. 2.500 ha. Tiếp theo là mình giới thiệu số 14 là mình có máy Tela 2.000, tay quay đôi ha. Cước số 3 thì vào được 100, cước 0.25 á, cước 2.5 á thì vào 125. Mô bin sóng nha các bạn, đổi được tay quay trái phải, tay quay đôi. Máy này thì mình thấy còn mới lắm. Đây là chi cước nè. Ôi chà, mày không rớt rồi. Mình không có thuận tay trái á, mà cái máy này đang ở chế độ tay trái cho nên nó hơi lủng củng á. Đây. Máy còn mới đẹp ha, giá máy này là 2.1 triệu, nặng là 280g. Máy mới nha các bạn, máy đẹp ha. Tiếp theo là số 15 là mình có máy tờ Win 2.500 tay quay đôi. Tờ Win 2.500 ha. Máy này tay quay đôi nhưng mà chỗ này nó bị trầy nè các bạn. Có tay quay chỗ này nè. Đâu rồi? Đây nè. Đây đây. Đây các bạn. Chỗ có tay quay nè. Giá máy này là 1.400.000, nặng là 310g. Chi cước thì còn sáng nha các bạn, nhưng mà khi tay quay chỗ này nó bị nổ nè. Đó. Mình vẫn sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì, nhưng mà tay quay chỗ này nó bị nổ ha. Mô bin sóng nè, đổi được tay quay trái phải.
Nói chung là cái máy này thì mình thấy ngoại hình tổng thể là máy còn mới, nhưng mà cái khuyết là khuyết cái tay quay một chỗ này thôi. Bên đây nó hơi bị trầy chút xíu nữa rồi các bạn, nhưng những cái vết nhỏ mình nhìn khó thấy lắm. À, số 16 là mình có máy Daiwa CE 3500, máy này là của Trung Quốc nha các bạn. Cước số 5 thì vào 150, cước số 4 thì vào được 200, máy thì còn mới ha. Đó nè. Có ABS. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. À, ngoại hình thì cũng trên thân cũng có những cái vết trầy như thế này nè các bạn. Đây nè. Mua bên sóng ha, đủ được tay quay trái phải. Chi cước khoảng ra dây bình thường. Giá máy này là 700.000. Nặng là 440 g. Size chắc cũng tầm 5.000 ha. Ngoại hình tổng thể là máy đẹp á. Chỗ đây thì nó có trầy chút xíu. Đây nó. À, số 17 là mình có máy AX4000. Máy này có trợ lực mà trợ lực nhôm nha các bạn. Thông số dây là cước số 5 thì vào 150, cước số 4 thì vào được 200. Ngoại hình tổng thể là máy máy còn mới á. À, mà cái dòng này á, là mua pin sống nhưng mà mua pin xoay xoay vô không à, không có xoay ngược qua lại ha. Cái chỗ này thì nó rớt cái mạt rồi. Đây nè. Giá máy này là 1.100.000. À, nặng là 650 g. Như cái này là tắt tiếng kêu sao á, đúng rồi, có chức năng tắt tiếng kêu. Size lớn ha, size chắc 7-8 nghìn gì đó nha các bạn. À, cước số 10 thì vào 160, cước số 8 thì vào được 200. Cối thì còn mới á, để mình mở cái có cốt trợ lực á. Đây. Có cốt trợ lực ha. À, tiếp theo số 18 là mình đi theo cặp gồm cả hai máy này á, là máy màu đen á, thì nó mất cái mạc. Còn mới mà máy đây khỏe lắm của Nhật ha. Máy Daiwa còn mới ha. Dòng này thì mình câu tôm máy câu nhỏ nha các bạn. Câu cá nhỏ nha, cước số 4 á, thì vào được 90. À, máy này cũng vậy, cước số 4 cũng vào 90. À, cái máy đây á, thì hai cái mạc bên này bị mất đi ha. Một máy màu đen và máy màu trắng. Hai máy này là của Nhật hết. Giá một cặp là 300.000. Máy thì còn mới các bạn. Mà mượt lắm. Nè. Hai máy này nhỏ nhưng mà nó mượt lắm. Còn mới nữa. Đây. Giá một cặp là 300 ha. Cái đây bé bé xinh xinh nè. Số 19 mình cũng đi theo cặp ha. Một máy này là của Hàn Quốc. À, trên thân ghi 1000 RD, máy đuôi chuột. À, cước số 6 thì vào 100, cước số 5 thì vào 130. À, cái máy đây các bạn, cái khuyết là cái nắp chụp nè, cái cạnh bông mai á, nó bị bể, thay vì nó liền khối liền với nhau à. Còn 1 2 3 là cái này nó bị bể nhưng mà mình vẫn sử dụng bình thường. Cái nắp chụp này á, là mình ấn cái nút đây đó mình mở, do là dòng đuôi chuột á. Đây nè. Xây máy này cũng lớn các bạn, cũng tầm 2.000 3.000 á. Cước số 6 thì vào được 100 ha. Còn máy này là Olympic. Olympic cái máy này giống dòng của Nhật lắm mà sao mình không có thấy nó để nước á. Cước số 4 thì vào được 110, cước số 3 thì vào 155. Mô viên sóng ha.
Rửa được tay quay trái phải nè. Máy này là của Hàn Quốc nha các bạn. Còn máy này trên thân không có ghi cái hiệu Olympic thôi. Nhưng mà theo mình hay bán là cái máy này là của Nhật đó các bạn. Giá một cặp là 300.000. Anh em chú ý giùm mình cái máy Hàn Quốc đây, cái nắp chụp cái cạnh bông mai nó bị bể nha các bạn. Nè, 1 2 3. Còn cái này. À, số 20 là mình có 3 máy này là của Hàn Quốc hết. Một máy trên thân ghi là 2.000 ha, mua nguyên sóng nè, đổi được tay quay trái phải, nói chung là đổi được hết của hãng Alpha, toàn thân là carbon. À, size chắc cũng tầm 4.000 á, cước số 4 thì vào được 100. Cước số 4 thì vào được 185, size chắc cũng tầm 3.500 nha. Quay nhẹ lắm. Còn máy này máy cũ là hiệu Daiwa 727. À, máy đây thì tay quay không có đổi được, tay quay bên phải nha các bạn, mặc định tay quay bên phải. À, mua bên sóng. Và một máy này á, là cước số 3 thì vào được 90, cũng là tối là cối nhôm của Hàn Quốc. Ừ, size chắc cũng tầm 2.000-2.500 ha. Chi cước khoảng ra dây bình thường. Combo số 20 giá là 300.000. Ba máy này đều là của hàng hết nha các bạn, trên thân có ghi nước á. Một cái máy cũ hiệu Daiwa không có đổi được tay quay bên trái ha. Nó mặc định bên phải. À, tiếp theo là 21 là mình có máy Olympic. Máy này là của Nhật nha. Trên thân có ghi nước. Size chắc cũng tầm 5-6.000. Mua bên sóng nè. À, mua pin mình không có size, mua pin không có kêu nha. À, chi cứ khoảng ra dây bình thường. Giá máy này là 280.000. Nặng là 520g. Ngoại hình tổng thể là máy có trầy xước á. Ây da, trúng cái máy kia. Đây. Mình thì trầy xước ha. Chi cước thì còn sáng lắm. Nè nè. Giá là 280. Rồi anh em ưng ý mã nào thì liên hệ mình nha. Qua số điện thoại cho nhanh nha các bạn. Rồi chào tạm biệt hết mọi người nha.